không cho tôi gặp con tôi nữa hả? Anh không xứng đáng làm cha của con tôi. Anh đừng đến đây nữa, anh đi về đi. Đồ độc ác, cô dám ngăn cản tình cảm cha con tôi. Cô không phải là con người. Anh mới không phải là con người đó. Anh đi về đi. Mẹ, mẹ. Anh làm gì vậy? Mẹ, con đi ra. Mẹ, con đã. Đây, đây. Đừng có đánh mẹ con. Dạ, bà. Đừng ở với mẹ con nữa. Dạ, bà. Dạ, bà. Đừng ở với mẹ con nữa. Dạ, bà. Đi với bà. Mẹ, mẹ. Mẹ ơi. Trả con cho tôi. Ra. Mẹ. Mẹ. Tôi sẽ chăm sóc cho Gia Bảo. Cô yên tâm đi. Gia Bảo. Gia Bảo. Gia Bảo. Gia Bảo. Gia Bảo. Gia Bảo. Mẹ. Gia Bảo. Mẹ có sương con không? Mẹ sương lắm. Mẹ sương con nhất trên đời này. Con cũng sương mẹ nhất trên đời luôn. Gia Bảo. 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 Ủa, anh công an ơi, hồi nãy tôi nghe cổ mớ, cổ nói cổ chính là người đã giết con. Có nghĩa là cô nói trong lúc đang ngủ à? Ừ. Cảm ơn cô. Thu, bình tĩnh đi. Là tôi đây, Phương Nam đây mà. Bình tĩnh đi. Là tôi đã giết chết con tôi. Tôi đẩy con tôi vô chỗ chết rồi. Chị Thu, chị nói vậy lần sau. Là tôi đưa một tay ra. Tôi đẩy con tôi vô chỗ chết. Là tôi giết chết con tôi rồi. Chị Thu bình tĩnh lại đi. Chị Thu. Tôi giết chết con tôi. Không sao đâu. Chị bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh đi. Tôi giết con tôi rồi. Tôi giết con tôi. Gia Bảo. Nếu cô ta không đồng ý cho người chồng cũ của mình chăm sóc, anh chỉ sợ rằng họ sẽ đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần một thời gian ngắn. Nhưng mà nếu để tính chăm sóc thì cô ấy sẽ bị hành hạ và đánh đập vì chồng cũ rất là vũ phu. Cô không còn người thân nào nữa hết, biết làm sao bây giờ? Anh có nghĩ có khi nào Hồng Tu là thủ phạm không? Trời đất, em vẫn còn suy nghĩ đến cái giả thuyết đó hả? Em biết nghĩ như vậy là bất nhẫn, nhưng mà chi tiết bông trang đỏ làm em thấy bất an. Trời ơi, nhưng mà cổ đâu biết thiêu thù gì đâu. Như lỡ cô nói xạo thì sao? Em vô trong đó đi, anh đứng ngoài này. Ừ, để em. Chị thấy ổn hơn chưa? Tôi không có ổn. Tôi không thấy ổn chút xíu nào hết. Tôi muốn ở đây. Tôi không muốn về nhà. Về nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn chứ chị. Ở một mình. Về nhà chỉ có một mình thôi. Không có con. Làm sao tôi sống nổi? Chị có muốn biết ai đã hại con của chị không? Ai? Ai giết con tôi vậy? Ai mà tàn nhẫn hại chết con tôi vậy? Ai vậy? Ai vậy cô?
Tỉnh. Chồng cũ của tôi, chỉ có hắn mới ghét bỏ mẹ con tôi thôi. Chỉ có hắn mới đánh đập mẹ con tôi. Từ ngày này qua ngày nọ, từ năm nay qua tháng kia, là hắn, chính hắn. Alo. Đừng, anh đừng gọi cho tôi nữa. Tôi xin anh, hãy để cho tôi yên. Là Tính. Cô ơi, bác sĩ nói tôi có biểu hiện của tâm thần. Bác sĩ muốn chuyển viện cho tôi. Cô giúp tôi ở lại đây nha cô. Tôi đâu có bị gì đâu cô. Ai mất con mà không đau khổ hả cô? Cô ơi, cô giúp giùm tôi đi mà. Tôi đâu bị gì đâu cô ơi. Tôi không bị gì hết. Phương. Có chuyện gì vậy? Một tin nhắn tình cảm chắc chắn không phải từ chồng cũ của cô ấy. Xin lỗi, nhưng mà ai vừa nhắn tin cho chị vậy? Đâu có ai nhắn tin cho tôi đâu. Thôi được rồi, chị nghỉ ngơi đi. Chúng ta phải đi Tây Ninh. Ok. Anh. Chào sếp. Có cần em theo không? Được rồi em. Chị Mai. Dạ. Người ta không cho đi thì thôi. Nhìn theo liên tiếp gì. Anh lo tìm người bí ẩn đi kìa. Biết rồi. Làm gì căng gì vậy? Cho em xem với. Y chang một bóng ma. Ma mà biết đâu vàng à. Biết đâu cái bông tai này là của ông lão ăn xin thì sao? Vậy tối nay đi với anh. Nhà quán. Ừ. Anh rủ em đi phá án mà giống như là hẹn hò vậy đó. Vậy thì bây giờ mình hẹn hò nè. Em ăn gì chưa? Đi ăn với anh nghe. Chắc là không đi được rồi. Tại vì em phải đi mộ mẹ. Dạ, bà Dân đi công tác ở Pháp, không có ở nhà. Vậy người thân của bà ấy có ở đây không cô?
cũng đi làm hết rồi cô, không có ai ở nhà hết á. Tôi chào cảm ơn cô. Dạ, không có chi. Chiều mai mình đi. Bà Dân đi công tác ở Pháp hơn nửa năm nay. Vậy tại sao chiếc bông tai của bà ấy lại xuất hiện ở ngôi nhà quan đó? Các con của bà ấy toàn là con trai và cũng chưa có ai lập gia đình. Chắc hẳn không có ai là thục nữ như Mai nói. Hoặc là họ đủ giàu để mua những món đồ nữ trang khác tặng cho bạn gái. Hoặc là giả thuyết bà Dân đã tặng cho một cô con dâu tương lai nào đó thì sao? Theo lời của các cậu con trai, bà Dân rất khó tính và cũng không bao giờ tặng quà cho bất cứ ai đâu. Có thể người giúp việc. Cũng đi làm hết rồi cô, không có ai ở nhà hết á. Cô ấy không xỏ lỗ tai. Nếu cô đã lấy cắp và đem bán thì sao? Có thể. Ừ. Cảm ơn anh đã đưa em tới đây. Anh sẵn lòng mà. Mẹ của em là một anh hùng. Anh rất ngưỡng mộ sự hy sinh của bà. Này em, vì em là anh hùng, trông có lúc cũng như hoa hồng, loại hoa mà anh yêu. Em có nghe không một mùi hương từ tóc em hay là từ hoa, hay từ trong tâm hồn em thanh khiết, ngày đêm em chiến đấu cho nhân loại những giấc ngủ yên. Này em, tình yêu của anh, em là hoa hồng hay là anh hùng? Đó là bài thơ mà ba em đã viết riêng cho mẹ em. Bài thơ rất hay. Vậy mà có lúc mẹ em nói ba em xến xẩm. Chắc là khi yêu người ta hay xến xẩm vậy đó. Tôi Phương à, chắc là em biết tình cảm của anh, có đúng không? Em biết chứ, chúng ta là đồng đội, lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Anh không nói tình cảm đó, anh biết là em hiểu mà. Đừng cố né tránh anh nữa. Anh Nam à, em nói thiệt là em không muốn anh Nam buồn. Em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em, nhưng mà trong lòng của em từ lâu em đã dành cho một người khác. Nhưng người đó không phải dành cho em. Em cảm nhận được mà. Em biết chứ. Vậy tại sao em không dừng lại? Em còn hy vọng điều gì đó ở anh Minh à? Cô ấy đã lấy cắp đôi bông tai và đem bán cho tiệm kim hoàng khác, làm cho cuộc tìm kiếm của chúng ta vất vả hơn rồi đó. Em hy vọng là cô ấy sẽ sớm nhớ ra đó là tiệm vàng nào và báo cho chúng ta biết. Anh nghĩ là chắc cô ấy không muốn bị đuổi việc đâu, chắc là ăn năn lắm rồi. Em thì không dám tin
những người đã từng ăn trộm, ăn cướp một lần rồi đâu. Có một cách tốt hơn. Là em sẽ biến bóng ma thành người thật, có đúng không? Vậy em không tin, trên đời này có ma đâu. Ông đang làm gì vậy? Ông đang ngồi đó. Ê, ông bị gì vậy? Em nghi là ông giả bộ đó. Ý em là sao? Tức là ông biết sự có mặt của hai đứa hả? Ông không có biết, mà kiểu ngủ của ông là vậy. Đúng là quái nhân. Chị Thu. Cô. Có chuyện gì mà chị nhắn tôi gấp vậy? Tôi chưa nói cho cô nghe. Có một lần Tính và nhân tình của hắn đã bắt cóc Gia Bảo. Những chi tiết quan trọng như vậy chị cần phải nhớ càng sớm càng tốt. Vậy với bà, đừng ở với mẹ con nữa. Vậy với bà, đừng ở với mẹ con nữa. Đi với bà. Mẹ ơi, buông ra. Tôi sẽ chăm sóc cho Gia Bảo, cô yên tâm đi. Gia Bảo. Gia Bảo. Coi nữa đi. Sao vậy? Thì nói coi là coi. Hỏi nhiều. Bà cho con về nhà nha. Con ngoan. Bà cho con về đi. Con cứ yên đây với bà. Nếu mà con đòi về, bà đánh mẹ đó. Con ngoan. Con phải ở đây. Nếu mà con không nghe lời cô này, bà đánh chết mẹ đó. Dạ, bà đừng có đánh mẹ nha. Con tôi đâu? Tôi gửi cho trường mẫu giáo rồi. Anh bị điên rồi hả? Anh có tin là tôi kiện anh không? Trả con tôi lại cho tôi. Sao anh cứ làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi hoài vậy hả? Cô kiện đi. Cô tưởng tôi sợ hả? Con là con chung. Cô cấm tôi gặp con là cô sai. Cô nói xấu tôi trước mặt con là cô sai. Anh có cái gì tốt đâu mà anh bắt tôi phải nói khác đi chứ. Ngay cả kẻ thất học như tôi cũng thấy cô là một người không ra gì. Cô nói xấu tôi trước mặt con để con tránh xa tôi, có phải không? Cô có biết cô nói như vậy là không tốt cho con không? Sao lại không tốt chứ? Con cần phải biết sự thật về người cha xấu xa của nó. Cô im, đừng có mở miệng ra là nói tôi xấu xa. Tránh ra đi. Con thấy này đẹp không? Mỗi ngón á, cô sẽ sơn cho con một màu nha. Sơn về mẹ la không? Kệ mẹ của con. Cô dẫn con về nhà nha. Cô mà dẫn con về nhà là ba con đánh cô chết. Cô cho con tự về. Trời ơi, sao nói hoài vậy? Bây giờ cô sẽ sơn móng chân nè, móng tay nè, cho con đẹp nha. Con là con trai mà. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi à. Im.
Im không thằng quỷ. Cô về đi. Tôi không về. Khi nào anh trả con cho tôi mới về. Bây giờ anh tính sao? Tôi báo công an đó nha. Tùy cô đi báo đi. Chưa đầy 24 giờ, người ta không tìm giúp cô đâu. Anh Tính! Anh Tính ơi! Cái gì? Sao lại đến đây? Nó đâu? Qua đây, mới thấy anh tò tay với con vợ cũ của anh. Tò tay con mẹ gì? Thằng Gia Bảo nó trốn mất tiêu rồi. Cái gì? Trời, con tôi! Tại sao nó trốn? Cả hai từ lâu đã rắp tâm để hãm hại Gia Bảo của tôi. Nhưng cuối cùng thì chị tìm thấy Gia Bảo ở đâu? Gia Bảo sợ quá nên lợi dụng lúc cô đó đi vệ sinh, nó trốn ở trong cái tủ. Lỡ đóng vô mà mở ra không có được nên nó ngủ thiếp ở trong tủ luôn. Cô cũng chẳng khác gì con vợ cũ của tôi, một lũ ăn hại. Thôi đi nha, tôi không phải vợ cũ của anh đâu mà anh ăn hiếp. Đừng có mà dở thói con đồ đó ra. Đụng đến công an là bật hết cả mình. Thì nó mất tích, mình phải đi báo công an để cho người ta kiếm hộ chứ. Hai người nhốt cô tôi ở đâu hả? Ở đâu? Gia Bảo! Sao vậy? Anh tránh ra đi! Trời ơi! Con tôi! Cảm ơn chị đã cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi. Vậy có bắt họ được không cô? Ôi trời ơi trời, con khổ dữ lắm. Chắc ông cô đơn quá nên mới ra nông nỗi như vậy. Còn em thì nghĩ là từ nãy tới giờ chắc ông đang mơ thấy điều gì đó. Trời ơi, trời ơi, con biết đời con không có ra gì mà, nhưng đừng có bắt con với cách chịu hậu quả hôm nay. Con khổ dữ lắm. Ôi trời ơi trời. Anh có nghe được gì không? Hình như là ông đang xin ông trời tha thứ. Chắc là ông làm sai điều gì đó. Gì vậy anh? Anh mới thấy gì đó. Anh nói sao? Sao lại không giữ được cái bóng? Dạ, tại tiếng mẹ anh to quá nên cái bóng lao mất. Em với anh Nam cố gắng đuổi theo mà không kịp. Tiếng động của máy ảnh mà to như vậy sao? Tại chỗ đó yên tĩnh quá. Ở đó không có yên tĩnh như vậy đâu. Ở đó luôn có gió và ở cạnh bờ sông mà. Ok, em hụt mất cái bóng. Lỗi tại em xin lỗi, được chưa? Thôi, mọi người xem nè. Tìm nhân thân của cô ấy đi.
Lê Văn Chương, 32 tuổi, quê quán Tây Ninh, đã có chồng, chị đang sinh sống tại Sài Gòn. Mấy giờ rồi? Giờ 3 giờ sáng. Chúng ta chờ sáng đi. Xin lỗi, anh là Khang phải không? Ờ, đúng, tôi là Khang. Chúng tôi ở đội điều tra thành phố. Ờ, hai anh chị tìm tôi có gì không? Chúng tôi muốn tìm vợ anh, cô Lê Văn Chương. Vợ tôi đã làm gì sai sao? Hiện giờ cô ấy ở đâu? Ờ, cổ đang ở nhà ba mẹ đẻ. Để mẹ hay mướp gì nấu canh cho con ăn nha. Nè cô kia, sao cô lại ăn cắp vậy? Dạ, em xin lỗi chị. Tại con em nó đói quá nên em hái về nấu canh cho nó ăn đỡ. Đáng lẽ ra phải xin mới hái, ai lại hái rồi mới xin. Dạ, em xin lỗi chị, xin lỗi chị. Tại nó đói quá, em dội quá nên không có xin phép. Thôi, được rồi, cô hái đi. Mà nè, có gì nấu canh chưa? Dạ chưa. Cô ơi, cô chờ tôi một chút. Tôi đi vô, tôi lấy một ít tôm khô cho cô nha. Dạ cảm ơn chị. Anh có nhận ra người trong tấm hình này là ai không vậy? Tôi nhận ra mà, cô ấy đúng là vợ tôi. Anh nói vợ anh đang ở nhà ba mẹ ruột. Vậy mà đêm qua chúng tôi đã gặp cô ấy ở một ngôi nhà quan. Sao lại như vậy được? Tối hôm qua tôi còn ngồi nói chuyện với cô ấy mà. Vậy còn cô trong tấm hình này? À, Chương có một người em song sinh. Điều đó chúng tôi cũng biết. Nhưng vấn đề là cô gái trong tấm hình này được xác nhận là cô Chương, là vợ của anh. Bây giờ anh có thể đưa chúng tôi về nhà ba mẹ cô ấy được không? Ờ, tôi xin lỗi. Sắp tới giờ tôi phải vô trường dạy rồi. Tôi không thể đi chung với anh chị được. Anh có mâu thuẫn gì với cô ấy không? Sao anh lại hỏi vậy? Anh cứ xác nhận đi, có hay là không? Ờ, không. Anh và cô ấy không giận nhau hay cãi nhau chứ? Đương nhiên là không. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Theo lời đồng nghiệp nói thì Khang là một giáo viên dạy giỏi, gia đình êm ấm, đáng ngưỡng mộ. Chỉ có điều là họ chưa có con thôi. Có thật là yên ấm không? Anh thấy khi nhắc tới Chương, anh ta có vẻ bối rối. Hiện giờ theo lời anh ta thì Chương đang ở nhà ba mẹ ruột. Họ giận nhau, cãi nhau, hay là có vấn đề gì khác? Hay chỉ đơn giản là cô ấy đi thăm ba mẹ ruột thôi? Và cô Chương
có thêm một cô em song sinh nữa. Có gì không anh chị? Chị có phải là Chương không? Ừ, tôi là Chương đây. Nhưng mà có chuyện gì không? Chúng tôi có thể vô nhà và nói chuyện với chị một chút được không? Dạ. Có chuyện gì không anh chị? Vì tôi sợ ba má tôi hiểu lầm. Cả hai đều tuổi già sức yếu rồi. Cô có biết ai tên là Gia Bảo không? Gia Bảo nào? Một cậu bé khoảng 6 tuổi. Học trò của chồng tôi tất cả đều trên 14 tuổi mà. Cho tôi hỏi, đêm qua cô ở đâu? Tôi ở đây. Nhưng mà hai người là ai mà đến tìm tôi rồi nói những điều khó hiểu quá vậy? À, xin lỗi chị, chúng tôi đang điều tra về cái chết của Gia Bảo. Cậu ấy bị bắt cóc hơn một tháng, và chúng tôi tìm được xác của cậu bé ở bờ sông Củ Chi. Tôi e là có một người phụ nữ có hình dáng gần giống như chị đã dẫn cậu bé ra khỏi nhà. Có một vài người đã nhìn thấy. Tội nghiệp đứa nhỏ đó quá. Nhưng mà tôi thật sự không biết Gia Bảo là ai. Xin đừng hiểu lầm tôi nếu như có một ai đó giống tôi. Vậy cô Thanh có ở nhà không? Dạ có. Thanh à. Dạ chị. Chào anh chị. Ban đầu khi tôi quyết định tìm kiếm khu vực gần nhất nơi xác Gia Bảo nổi lên là tìm kiếm một ngôi nhà quan, vì đó chắc chắn là một nơi lý tưởng nếu như kẻ la mặt không muốn bị phát hiện. Tôi đồng tình với phương án này, bởi vì chúng ta đã tìm được một chi tiết rất lạ và cần phải lý giải nó. Thật sự thì đêm qua cô Chương hay là cô Thanh đã có mặt ở ngôi nhà quan đó, và điều quan trọng là một cô gái xuất hiện giữa đêm khuya ở đó để làm gì. Giữa Khang, Chương, Thanh, Hồng Thu và Tính đều không có mối liên hệ gì hết sao? Thật ra ngoài chồng của mình thì Thu còn liên lạc với một số thuê bao khuyến mãi khác, tức là còn một nhân vật mờ ám. Chúng ta nên tập trung vào sự việc này và bỏ qua hết tất cả Chương, Thanh và Khang, hay là ông Giảng Sinh. Như vậy thì đường lần tìm của chúng ta sẽ rộng và dễ hơn. Ừ, em ủng hộ phương án của anh Bảo Trung. Được rồi, đêm nay tôi muốn Phân Nam và Chi Mai tiếp tục theo dõi ngôi nhà quan. Dạ rồi. Còn Bảo Trung và Thu Phương theo dõi Hồng Thu. Dạ rõ sếp. Cô Chương, cô nhớ tôi không? Tôi không biết cô. Sáng nay tôi đã đến nhà cô ở Tây Ninh. Nhà tôi đây mà. Làm gì có nhà nào ở Tây Ninh? Cô Chương à, cô có vấn đề gì sao? Tôi không phải tên Chương. Vậy cô tên gì? Tôi tên Trang. Giấy tờ tùy thân của cô đâu? Tôi không có. Cô Chương à, ở đây ban đêm nguy hiểm lắm. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ đưa cô về nhà. Tôi không có nhà. Nếu như cô không có nhà, tụi tôi sẽ đưa cô về nhà ở xã hội.
Giờ tôi ở đây mà, tôi không đi đâu hết á. Mấy người là ai vậy? Cô Trương à, cô bình tĩnh đi. Mấy người này là ai vậy? Sao hổm rời cứ làm phiền cuộc sống của tôi quá ha. Dạ. Nè, chú có mua ổ bánh mì về cho con nè Trang. Alo, tôi nghe. Alo, anh Minh hả? Em cần người đi Tây Ninh gấp, xác định xem cô Trương có ở đó hay không. Cô làm cái gì vậy? Đốt lửa trại. Tôi không có hoan nghênh cô ở đây đâu nha. Đây là nhà quan mà. Nhà quan ở đâu mà quan? Có sổ đỏ gì mà quan cái gì? Nè, sổ đỏ nè. Chú cho tụi con ở đây chơi chút nghe. Chơi với mấy cô cậu hả? Dạ. Không có vui chút nào. Theo anh thì vấn đề nằm ở đây là gì? Chẳng lẽ có ba người phụ nữ giống nhau sao? Không, chỉ có hai chị em sinh đôi là Trương và Thanh thôi. Thông thường á, là chị em sinh đôi chỉ có người thân thiết trong gia đình như cha mẹ hay là vợ chồng thì mới phân biệt được. Còn nếu như chúng ta không chú ý và tìm ra đặc điểm riêng biệt sẽ khó lòng mà nhận dạng được lắm. Bây giờ cho dù có đặc điểm riêng để nhận biết đi chăng nữa thì cũng vô ích. Nếu như hai người đó cố tình đổi tên cho nhau. Nhưng mà em tin chỉ có một người nhận lấy bi kịch, trừ phi cả hai đều có âm mưu giống nhau. Em nhìn nè, sao trùng hợp đến vậy chứ? Hai người đều có hai vết sẹo nằm cùng một vị trí trên chứng minh nhân dân kìa. Em nhức đầu quá. Dạ cô ơi. Cô ơi cô. Dạ, chào cô, cháu đến tìm Trương. Xin lỗi, cậu là ai? Dạ, cháu là bạn cũ của cổ. Cậu tên gì, để tôi vô tôi hỏi nó. Cháu là An Minh, làm bên điều tra chuyên án thành phố. Nó làm gì có bạn như cậu. Thôi, cậu ở đây nha, để tôi vô tôi hỏi ý nó. Dạ. Xin lỗi cậu, con gái tôi nó đang bệnh, nó không muốn tiếp ai hết. Cậu thông cảm cho. Con bị sao hả ông? Nó sốt nặng rồi. Rồi, để tôi vô tôi xong thuốc cho nó. Ừ. Dạ, cháu có thể vô thăm cổ được không? Cậu thông cảm, nó đang giận chồng, để cậu vô thăm thì không tiện cho nó. Dạ xin lỗi, còn cô Thanh? Cậu tới bệnh viện mà tìm nó. Anh Minh. Dạ em nghe anh. Cô ấy còn ở nhà quan không? Dạ con, cô đang ngủ. Theo lời ông bà già thì cô Trương đang bệnh nằm ở trong nhà. Còn cô Thanh thì đang trực ở bệnh viện. Ở bệnh viện thì tôi xác minh ngay được. Nhưng mà để đột nhập vào nhà Trương thì... Anh muốn đột nhập vào nhà Trương hả?
anh Minh, sẽ chẳng có ai phát hiện ra anh đột nhập đâu. Mai à, anh là đội trưởng, anh cũng thể. Anh đừng có nguyên tắc quá. Việc này là cần thiết mà. Chúng ta cần phải xác định cảnh sát kia tốt. À, lại làm những việc cấm kỵ ha. Chú. Chú à. Hả? Cô này là gì của chú? Người ở trọ. Ở trọ hả? À. Nhà này mà chú cũng cho thuê nữa hả? Thôi nha, đừng có coi khinh nhà tôi nha. Đối với tôi, nó là tiêu chuẩn ngàn sao đó. Chú gặp cổ ở chỗ nào? Một hôm về thì thấy cổ đã ở đây rồi. Cổ đi một mình hay đi với ai chú? Một mình thôi. Con bị sốt rồi. Sốt hả? Tôi có thuốc hạ sốt nè. Con nước đưa nè. Cô ơi, dậy đi cô. Chú. Hả? Chú thật không biết cụ tôi đâu tới à? Không. Cậu hãy xác minh thật kỹ coi cô Trường hiện đang có ở nhà hay không. Sao nó biết có cảnh sát tới tìm mà lại dặn mình nói như vậy? Chắc là dính vô cái vụ gì rồi không biết. Thiệt tình à. Đã nói đừng có gả nó cho thằng Khang. Thì có ai ngờ thằng Khang nó phản bội con gái mình đâu. Mai tôi xuống hỏi tội nó. Có ích gì ông ơi. Nó đã hết thương con gái mình rồi. Có ép cũng bằng không. Cứ chiều nó đi. Rồi càng ngày nó càng hư. Thì một hai đòi về. Sợ thằng Khang không cơm nước đàng hoàng. Bảo Trung, kiểm tra nhà riêng của vợ chồng cô chứ. Nhà không có ai hết. Thu. Anh đừng bỏ em nữa.
sợ lắm anh ơi. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh thương em. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi chuyện nha em. Em mất con thật rồi anh ơi. Tại em mà con mới bị như vậy. Em ngàn lần có tội với con anh ơi. Em không có tội gì hết. Kẻ hại con mới chính là kẻ có tội. Em nghe anh nói không? Nhưng cũng tại em mà anh. Em đừng nói nữa. Em hãy an lòng. Cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Nhưng làm sao anh mới có thể ở bên cạnh em mỗi ngày được hả anh? Ngày mai em xin xuất viện đi. Anh sẽ đưa em đi. Anh đã chuẩn bị một chỗ ở mới cho chúng ta rồi. Có thật không anh? Em nhớ lời anh dặn. Nhớ làm theo lời của anh. Em hãy xuất viện đi và đi về nhà. Đợi tất cả mọi chuyện êm xuôi thì anh mới đưa em đi được. Và em nhớ là em không được gọi cho anh. Chỉ có anh được gọi cho em thôi. Rõ chưa? Dạ, em nghe lời anh. Em nhớ rồi. Sao chị không chịu ngủ đi? Tôi nhớ gia bảo quá, tôi không ngủ được. Chị hãy tin là gia bảo sẽ có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Chị cứ mãi đau buồn như vậy, em thấy chị càng thêm héo hon hơn nữa mà thôi. Tôi không thể nào chịu được ý nghĩ là gia bảo đã chết. Cô nói cho tôi nghe đi, đó có phải là gia bảo không? Chắc là nó còn lạc ở đâu bên ngoài đó. Không phải là gia bảo đâu. Không phải đâu. Tại sao ông ta không bắt tôi chết đi mà lại bắt gia bảo con tôi phải chịu một cái chết oan nghiệt như vậy chứ? Chị à, chị đừng khóc nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Thôi trễ rồi, chị ngủ đi. Con thích ăn canh này nhất nè. Mẹ đút con ăn nha. Con ngoan. À, mâm mâm mâm. À.
Ngoan nha con. Ngủ đi, con ngủ đi. Con của mẹ ngoan quá à. Chước, em điên rồi hả? Chước. Không có con. Không phải là lỗi do em, mà là lỗi do anh. Anh xin em đừng có tự dày dò mình như vậy nữa. Đêm qua em đi đâu mà cảnh sát tới tìm em vậy? Anh đừng kêu cảnh sát bắt em. Em sợ lắm. Anh đừng kêu cảnh sát bắt em mà. Đừng. Đừng mà anh. Em sợ lắm. Em sợ lắm anh. Anh đi về đi. Em giữ sức khỏe đi. Anh Khang. Anh Khang. Anh Khang. Anh đừng bỏ em. Anh ở đây đi. Anh về đây với em đi. Chương à, anh đã nói với em bao nhiêu lần về tình cảm của tụi mình rồi. Chúng ta đã hết duyên hết nợ với nhau rồi. Em đừng cố níu kéo nữa. Nhưng mà em rất yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Em phải biết tự lo cho mình đi. Anh Khang. Anh Khang. Chương, con với anh Khang sao vậy? Giận nhau hay sao? Mẹ nói rồi, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê mà. Má ơi, anh Khang, anh ngoại tình. Cái gì? Sao nói dám vậy? Mà hồi nào, làm sao con biết vậy? Hèn gì, má thấy nó lạnh nhạt với con. Má ơi, má nhớ giữ kín chuyện này. Trường ảnh mà biết được, anh sẽ bị đuổi việc. Nó còn biết trọng danh dự, sao lại làm những việc đó? Là lỗi tại con. Con không sinh được cho ảnh một đứa con, má ơi. Cầu xin trời Phật phù hộ cho con của con có được khả năng làm mẹ, cho vợ chồng nó được thuận hòa, cho gia đình nó được hạnh phúc. Cầu trời Phật tha tội cho con. Con đã làm những chuyện tày trời rồi. Chương, con đã làm gì? Sao nói năng lung tung vậy? Dạ con. Con. Con sao? Con có tội vì không sinh cho anh Khang được một đứa con. Con bình tĩnh lại. Ở đây có trời Phật làm chứng, mình ở hiền sẽ gặp lành con à. Mày vô được không anh Trung? Mày vô. Ở đây chúng tôi luôn đón tiếp cô, người sống cũng như người chết. Thỉnh thoảng, trước khi nói, anh cũng phải suy nghĩ chút xíu nha. Coi chừng những lời nói của mình làm người khác giận đó. Đôi lúc cũng có nghĩ tới. Mấy người kia thì tôi không biết làm sao. Nhưng mà mai, cha không giận tôi đâu ha. Có một bộ hồ sơ, mai muốn anh Trung coi giùm. Hồ sơ tử thi. Ừ.
Vụ án này liên quan tới cô hả? Là vụ án của gia đình Mai. Vậy tại sao bao nhiêu lâu nay tôi không biết? Mai giấu làm sao Trung biết được. Mai có chắc là muốn biết không? Mai đã né tránh nó từ rất lâu. Mai không muốn nhắc tới nữa. Nhưng bây giờ Mai muốn biết cha mẹ của mình đã chết như thế nào. Ở trong đây có ghi rất đầy đủ nè. Cô có thể tự đọc được mà. Bà của Mai bị hung thủ đâm 18 nhát, chết liền tại chỗ. Còn mẹ của Mai bị đâm nhiều hơn 20 nhát, có một nhát trúng ngay tim. Vậy mà bà vẫn sống cho tới khi công an tới. Còn Mai bị đâm một nhát trúng tai. May mắn lúc đó Mai đã kịp trốn ở ngoài cửa, cho nên hắn không thể lôi vô được. Cô muốn biết điều gì đã giữ mạng sống của mẹ cô dài hơn không? Cho dù bà đã bị rất nhiều nhát đâm. Một nhát ngay tim cũng đủ để bà tắt thở ngay lập tức. Cô có tin vào tình yêu không? Tôi tin chắc rằng mẹ của cô vẫn muốn được nhìn thấy cô an toàn cho đến khi cảnh sát tới. Chính điều này, điều này làm tôi xót xa hơn. Có những chuyện chúng ta cần phải đối mặt để vượt qua nó. Càng né tránh sẽ càng đau khổ hơn. Vụ án của gia đình cô cũng đã bắt được hung thủ, và hắn cũng đã phải trả giá với những tội ác của hắn. Cảm ơn anh Trung. Ủa, Mai? Dạ, đội trưởng. Cô bị sao vậy? Em lên đây cho thoáng thôi. Cô khóc hả? Dạ, đâu có. Xin lỗi, tôi lên không phải lúc. Anh Minh, anh có thể ở đây nói chuyện với em một chút được không? Anh cũng rất nhiều lần muốn nói chuyện với Mai lắm.
Nhưng anh thấy em mạnh mẽ nên anh rất yên tâm. Mai đã rất quyết tâm để trở thành một cảnh sát. Đó là ước nguyện của Mai mà. Em còn nhớ ngày xưa em từng mơ làm thợ kim hoàng. Vì đó là nghề của gia đình, dòng họ. Vậy mà sau khi cha mẹ em bị giết, cũng bởi có một tiệm vàng nhỏ, em chỉ mong mình được làm cảnh sát. Em không muốn thấy những thảm kịch nữa. Vậy mà bất hạnh vẫn đổ ập xuống cuộc đời của mỗi con người. Tội phạm xuất hiện như nấm, tội ác thì ngày càng được nhân rộng. Không lẽ chúng ta bất lực hả anh? Em biết không ai có thể trả lời những câu hỏi đó. Hay đại loại rằng niềm tin vào phần thiện cũng dần mất đi. Mai à, tôi là nghĩ khác. Nếu như không có niềm tin vào phần thiện, chúng ta đã không tồn tại tới ngày hôm nay. Và những vụ án, những câu chuyện bề ngoài dù tàn độc, bao giờ cũng có uẩn khúc của nó. Ví dụ như cái chết của Gia Bảo, tôi nghĩ đó là một cái chết của một thiên thần. Nó thức tỉnh cuộc đời của biết bao con người. Theo anh thì Chương có liên quan không? Chúng ta làm việc luôn dựa vào bằng chứng Mai à. Em chỉ mong không có bàn tay của một người lớn độc ác đã đẩy một đứa trẻ xuống sông. Đêm qua Khang ở bệnh viện với Hồng Thu à? Em với anh cùng ở trong đó suốt mà. Làm sao ở suốt trong đó được? Anh nói vậy là anh em mình bỏ sót hay sao? Nếu mà họ muốn giấu giếm thì họ sẽ tìm cách. Vậy là mình đã lần ra đúng manh mối rồi đó. Ban ngày Chương ở nhà của ba mẹ ruột, ban đêm thì ở nhà quan. Lý do gì đâu mà cô ấy lại muốn có hai nhân thân như vậy? Bởi vì cô Thanh rất chăm chỉ ở bệnh viện, và dĩ nhiên là chuyên môn đó Chương không thể có được. Một cô Chương từ tốn, một cô Trang sợ hãi và yếu đuối. Ủa mà quan hệ giữa Hồng Thu và Khang là như thế nào? Có người thấy họ ôm nhau trên mức bình thường. Tại sao họ lại giấu mà còn tạo một vỏ bọc hoàn toàn khác với sự thật? Chắc có vấn đề đó. Vậy còn Tính và Hồ Trinh thì sao? Chia làm hai. Dạ, dạ. Rồi. Anh à, cô ấy đã chịu về. Còn bệnh lý tâm thần thì sao? À, có chút xíu rắc rối nhỏ. Đúng rồi, nhà bệnh nhân á thì mới xin vào bệnh viện tâm thần được. Ai đã làm hồ sơ ra viện cho cô ấy? Cô ấy làm tất cả luôn. Cảm ơn.
Anh, đồ đạc anh đã soạn sẵn, mình đi nha. Khoan đã, em muốn mang theo hình con nữa. Gia Bảo, mẹ có lỗi với con nhiều lắm, mẹ xin lỗi con, mẹ có lỗi với con nhiều lắm, Gia Bảo ơi. Anh ơi, những ngày sắp tới mình phải sống sao anh? Anh đã đơn phương nộp đơn ly hôn rồi. Có được không anh? Chứ không thể níu kéo tình cảm của anh suốt một thời gian dài như vậy được. Em cũng biết mà. Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Em thấy em có lỗi với Chương quá. Chương mới là người có lỗi với em. Em không có lỗi gì với Chương hết. Hãy nín đi em. Đi thôi em. Sao cứ ban ngày con ở đây, tối tới lại về nhà chồng vậy hả con? Anh đã nộp đơn ly hôn con rồi mẹ. Mẹ, mẹ giúp con khuyên giải ảnh đi. Con không muốn chia tay với ảnh đâu. Hay lắm, như vậy thì Khang không thể chối cãi được nữa. Dạ. Anh Minh, cô nhân tình và chồng cũ của Hồng Thu có vẻ không liên quan. Chúng ta sẽ cho mời ngay Chương tới để làm việc. Có cần làm liền luôn không anh? Chưa đâu, để cho họ giải quyết chuyện tình cảm trước đã. Có cần thiết không anh? Theo anh thì Chương sẽ rất đau đớn khi Khang phụ tình cô ấy. Nếu vậy thì cô Chương càng có động cơ sát hại Gia Bảo. Anh, cả hai người đàn bà đều vì tình mà lúc tỉnh lúc mê. Bệnh án kết luận Hồng Thu bị chấn động tâm lý, còn Chương thì bị thần kinh nhẹ. Cách đây một tháng Chương có vào bệnh viện để điều trị tâm lý. Bộ họ si tình vậy sao?
Chiêu Anh. À, chào anh. Chiều nay em có về không? Không, em phải quay lại chỗ làm. Tại vì chiều nay em còn phải dẫn khách đi tham quan. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Vậy để chiều nay anh đi đón con, rồi hai cha con anh ăn tạm cái gì đó cũng được. Hai Sơn. Thế ba không ăn đi. Ba hơi mệt. Mẹ nấu món này còn ngon hơn ở đây nữa hả ba? Ừ, mẹ con nấu ăn là số 1 mà. Con thương ba thương mẹ quá à. Nè con. Ủa, anh. Chào. Ủa, con. Dạ con chào cô. Em ngồi đây với anh với bé được không? Em ngồi đi. Em chưa về nhà hả? Dạ, em đang tính ghé quán ăn xong rồi mới về. Cô ăn ít trái trứng con đi, ngon lắm. Vậy hả? Ừ, được rồi, để cô ăn món giống con ha. À, chị ơi. Dạ. Dạ xin hỏi chị dùng gì ạ? Chị cho em một phần giống của bé nha. Dạ. Ủa, chị Chiêu Anh đâu anh? À, Chiêu Anh phải đưa khách đi tham quan, cho nên về trễ. Ngon không con? Dạ ngon. Ăn nhiều vô nha. Con cái chú đâu chú? Con tới đây để kiếm Trang hả? Dạ. Mà sao mấy bữa nay không thấy nó tới vậy không biết? Chú có biết tại sao cô ấy tới đây không? Nó tới đây để khóc. Bộ cô ấy có chuyện buồn hả chú? Sao mà tôi biết được? Chú thấy người ta khóc mà chú không hỏi sao? Hỏi chi? Mắc mớ gì tới tôi hỏi. Anh, cái này là bột ánh sáng của bà em hả? Ừ. Anh đã thử trên bông trăng đỏ này chưa? Chưa dám. Nếu như mọi nghi ngờ đều tập trung vào chưa? Nhưng mà chưa có kết luận cuối cùng mà. Ê, định làm gì vậy? Thì em muốn đổ cái chất phát sáng này vô để kiếm dấu vân tay của Chương. Thôi, ba em còn chưa thử nghiệm thành công nữa mà. Ba em đổ cái chất đó vô giải biến dạng luôn.
Anh xin em đó Chương. Anh xin em đừng ép anh phải sống với em trong khi anh không còn yêu em nữa. Không đúng. Em không tin anh không còn yêu em. Có phải anh giận em đúng không? Chương à, em tỉnh lại đi. Em làm ơn tỉnh lại đi. Chúng ta chia tay là để em có thêm một cơ hội mới. Anh không phải là tất cả đối với em đâu. Không, anh là tất cả của em mà. Em có bị thần kinh không vậy? Tại sao anh nói với em bao nhiêu lần mà em vẫn cố chấp như vậy? Anh Khang, anh giận gì em đúng không? Anh giận gì em, anh cứ nói đi. Anh cứ nói đi mà. Anh nói thêm một lần nữa, em đừng làm khó làm dễ anh Chương à. Nếu anh đã nói như vậy rồi, em sẽ lên trường tố cáo anh. Rồi anh sẽ bị kiểm điểm vì tội ngoại tình, và anh sẽ mất tất cả. Anh chấp em đó. Em cứ tố cáo đi. Bây giờ anh không cần bất cứ thứ gì nữa hết. Bất quá thì anh xin nghỉ việc, miễn anh được sống cho người anh yêu là được rồi. Anh nói nghe hay lắm. Anh làm cho tôi đau khổ. Anh làm cho tôi sống không bằng chết. Vậy thì tôi chết cho anh vừa lòng, cho anh tội nguyện. Chưa, chưa. Em dừng lại đi. Tối nay anh sẽ ở đây với em. Em đừng tự làm đau mình nữa. Tối nay anh ở đây với em thật hả? Anh nói thật, em bỏ dao xuống đi. Anh sẽ không nói ly hôn với em nữa chứ? Anh cũng sẽ không đi gặp cô Thu đó nữa hả? Anh và em sẽ sinh một đứa con. Anh nói láo. Sao lúc nào anh cũng nói láo với em hết vậy? Em không sinh con được thì làm sao em với anh có một đứa con với nhau được chứ? Hả? Thì mình đi thụ tinh nhân tạo hay là cái gì đó. Không được đâu. Em không thể có con được. Thì làm sao mà em làm mẹ được? Em lên giường ngồi đi. Bác sẽ chăm sóc vết thương cho em. Anh ơi, anh là tất cả của em.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, la 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 la, thắp sáng một gia đình. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh cùng một mái nhà. Sao vậy mẹ? Gia Bảo, con qua ghế đá ngồi đi con. Con ngồi ngoan ở đây nha, không được đi đâu hết. Mẹ quay lại liền ha. Dạ. Ừ. Anh đến đây làm gì? Ở đây không có bạn cấm, không ai có quyền cấm tôi làm điều tôi thích. Tôi đi đâu kệ tôi, cô lại càng không. Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn anh gặp con nữa. Sao anh cứ che nhập cuộc sống của hai mẹ con tôi hoài vậy hả? Đừng anh, con sợ anh lắm. Tại sao cô làm con sợ tôi? Con sợ anh vì tính hung dữ của anh đó. Có phải chính cô gieo vào đầu con như vậy? Cô muốn cô là thiên thần, còn tôi là ác quỷ phải không? Anh, đừng mà, đừng mà, anh về đi, làm ơn tha cho con đi mà. Tôi xin anh tha cho con đi mà, tôi xin cô anh. Cô buông ra. Mẹ, anh đi đi. Gia Bảo. Gia Bảo, con ở đây làm gì? Con sợ ông đánh mẹ. Gia Bảo, lại đây với ba. Mẹ, anh tránh ra đi. Anh đừng có quên, tòa đã xử là tôi được quyền nuôi con. Anh đừng có quên là đối xử tệ bạc với hai mẹ con tôi như thế nào. Anh đừng có quên, tôi không còn tình nghĩa gì với anh hết. Cô cũng đừng quên, tôi là cha của nó. Trừ khi cô đã ngủ với thằng khác để đẻ ra nó. Anh, trước mặt con, anh nói ra những lời lẽ như vậy được sao anh? Anh hết thuốc chữa rồi. Mình đi con. Gia Bảo, cô có sao không vậy cô? Gia Bảo. Mẹ. Gia Bảo. Mẹ. Cô có sao không vậy Gia Bảo? Mẹ có sao không ạ? Xin lỗi chị. Mẹ, mẹ bị chảy máu rồi kìa. Chị chảy máu nhiều quá rồi, vợ chồng tôi đưa chị vô bệnh viện nha. Mẹ, mẹ. Hắn tính hại con của tôi. Chính hắn đó, hắn hại con tôi. Được rồi, con trai con có đau đâu vậy con trai? Vợ chồng tôi xin lỗi chị với cháu. Xin lỗi chị. Tôi không sao đâu. Để tôi coi, cô còn đau ở đâu nữa không? Thôi, tôi không sao. Chú Khang, con chào chú Khang. Mẹ có nhà không con? Mẹ ơi, chú Khang tới kìa mẹ. Dạ, chào anh. Ủa, chị Trương đâu rồi anh? Tôi đi có một mình. Mời anh vô nhà. Mời anh, qua bên đây ngồi.
Anh ngồi đi. Tôi ghé để thăm Thu. Thu đã đỡ hơn chưa? Dạ, cảm ơn anh. Thu cũng không sao, vết thương cũng đang lành rồi. Tôi có mua sữa và cam theo. Hai mẹ con nhớ uống mỗi ngày cho tốt nha. Thôi, cảm ơn anh. Không cần đâu. Anh đến thăm hai mẹ con tôi là hai mẹ con của tôi vui lắm rồi. Quà cáp làm gì? Cô cứ nhận cho tôi vui. Tôi cứ ăn năn dây dứt hoài. Hôm bữa đó chạy xe ẩu quá. Cảm ơn anh. Nhưng mà nhờ vậy, người đó mới chịu bỏ đi. Cô đang nói người đàn ông đã đuổi theo hai mẹ con cô đó hả? Dạ. Người đó là chồng cũ của tôi. Suốt ngày hắn cứ đòi giữ gia bảo. Nhưng mà tôi sợ hắn đánh con như hắn đã từng đánh tôi vậy. Vậy là cô đã bị người đó đánh nhiều lắm sao? Làm sao mà cô chịu cho nổi? Tôi ly hôn với hắn rồi. Nhưng hắn vẫn suốt ngày không để cho hai mẹ con tôi được sống yên ổn. Và bảo gần vô lớp 1 rồi. Tôi sợ rồi sẽ ảnh hưởng tới con nhiều. Thu à, tôi có giúp được gì cho Thu không? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tới thăm hai mẹ con của tôi. Hãy nói cho em biết, tại sao chỉ một lần gặp nhau mà anh lại thay lòng đổi dạ? Anh bất chấp mình là vợ chồng chung sống bao nhiêu năm, bất chấp em yêu anh nhiều như thế nào để đến với cô ấy vậy hả Khang? Chương à, anh xin em đó. Em đừng dày dò anh bằng những câu hỏi như vậy được không? Anh không hiểu tại sao anh lại thay đổi. Nhưng từ khi anh gặp Thu, anh mới thấy đó là người mà anh mong đợi. Đó mới chính là tình yêu của anh. Cô ấy hơn em ở chỗ nào chứ? Vấn đề ở đây không phải là hơn thua ở chỗ nào, mà là anh cảm thấy tâm hồn giữa anh và Thu có sự đồng điệu chưa à? Chỉ là ngụy biện. Anh ngụy biện cho sự phản bội của anh. Tôi hận anh. Anh à, anh suy nghĩ kỹ lại đi. Anh ngộ nhận phải không? Anh cũng như em, mong muốn có một đứa con. Anh thấy gia bảo dễ thương nên anh ngộ nhận phải không? Không, anh thương Thu thật lòng đó. Đừng nói nữa. Anh đừng nói gì nữa. Anh đúng là tàn nhẫn mà. Em hãy nói đi. Có phải em giết chết Gia Bảo đúng không? Em phải nói anh mới giúp em được chứ. Anh đừng hỏi gì thêm nữa. Tất cả là tại anh. Tại anh, tại anh hết đó. Đúng, tất cả là tại anh. Tại anh hết.
yêu em thật rồi sao hả anh? Anh xin lỗi. Sao anh nhìn em dữ vậy? Để anh. Để em đưa con đi học, rồi em đi làm luôn. Tối về mình gặp nha. Nè, sao cậu không né? Vậy em không sao. Nhưng mà sao giống như hôm nay anh giận ai vậy? À, em mới tới hả? Vô đi. Chào chú, con Trung nè. Khỏi giới thiệu, biết rồi. Sao rồi chú? Thất bại nữa rồi. Chú khỏi cần phải nói, con nhìn là con biết rồi. Trời, cũng may là con chưa có sử dụng nó à. Chú nghĩ có một sự sai không hề nhẹ ở đây. Con nghĩ là sai nặng luôn chứ nhẹ gì. Hy vọng lần này mình sẽ đúng. Anh thông cảm. Tại vì chưa quá khó tiếp cận cho nên tôi đành phải làm phiền anh. Tôi không biết gì để nói hết. Anh Khang có thể cho tôi biết là có thật sự là anh với Trương đã ly thân với nhau? Đúng. Tụi tôi không còn thương nhau nữa cho nên chúng tôi ly thân.
Bây giờ anh đang quen với cô Hồng Thu à? Đâu có. Hồng Thu nào? Anh biết Hồng Thu từ lúc nào? Tụi tôi chỉ quen biết sơ sơ. Không ai quen biết sơ sơ mà lại ôm nhau mặn nồng như vậy. Anh quen cô Thu từ lúc nào? Hơn nửa năm nay. Dạ chưa đã biết. Đúng. Có phải chính vì điều này mà Chương đã bắt cóc bé Gia Bảo? Tôi không biết. Bé Gia Bảo bị mất tích hơn một tháng. Hồng Thu có cho anh hay không? Có. Vậy anh có nghĩ Chương bắt cóc bé Gia Bảo để trả thù anh? Không, tôi không biết. Vậy từ khi bé Gia Bảo bị mất tích, anh đã không giúp Thu tìm sao? Có. Nhưng mà là tên Tính Bắc. Anh nói là Tính Bắc. Vậy anh có bằng chứng gì không? Không. Thưa anh, chúng tôi không có bằng chứng đó là tên Tính. Nhưng mà chúng tôi vẫn không tìm được bé Gia Bảo. Nếu như vậy, tại sao anh lại dám khẳng định là Tính làm chuyện này? Hắn muốn bắt bé Gia Bảo. Từ lúc mà tòa án quyết định quyền nuôi con về phía của Hồng Thu. Anh ơi, con đang chơi ngoài sân, em mới vô trong có một chút thì trở ra thì không thấy con nữa anh ơi. Em bình tĩnh đi, em gọi thử cho Tính xem sao. Dạ. Hiếm hoi lắm, cô mới gọi cho tôi. Nhớ tôi rồi phải không? Anh trả con cho tôi đi. Trả con cho tôi đi Tính. Tôi không trả. Cô làm gì tôi? Anh làm ơn trả con cho tôi đi Tính ơi. Tôi xin anh đó Tính ơi. Mẹ con đi. Alo. Alo. Là Tính. Tính bắt cóc con em rồi anh ơi. Cả Chương và Tính đều có động cơ bắt cóc bé Gia Bảo. Vậy theo anh, ai khả nghi hơn? Hồng Thu rất đáng thương. Cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc với Tính. Là em. Em đã làm liên lụy tới anh. Thu à, em đã phải chịu đựng Tính suốt một thời gian dài như vậy sao? Những ngày sống bên cạnh Tính là những chuỗi ngày em sống trong địa ngục. Niềm an ủi lớn nhất của em, niềm hạnh phúc lớn nhất của em là em có được Gia Bảo. Những ngày đầu em mới được gặp anh, em không bao giờ dám nghĩ là em sẽ được anh thương. Nhưng anh đã thật dịu dàng. Anh đã làm cho cuộc đời của em có ý nghĩa.
Tính thấy được điều đó nên Tính đã trả thù em, bắt cóc Gia Bảo, làm cho em không sống được yên ổn. Nếu đúng như những gì em nói, Tính là người bắt cóc Gia Bảo, thì anh nghĩ Gia Bảo nó sẽ an toàn em à? Một con người côn đồ như vậy thì con em có an toàn không anh? Tính đã bắt cóc con em ít nhất là trên một lần, hành hạ thằng bé. Anh có biết không, họ đã bắt thằng bé phải giả gái, sơn móng tay móng chân cho nó, rồi sau đó nhốt nó vô tủ, khóa cửa lại, làm cho thằng bé phải nghẹt thở. Có chuyện như vậy sao? Em sợ lắm, em sợ là con em sẽ gặp nguy hiểm anh ơi. Em sợ lắm, em sợ lắm anh ơi. Mẹ con lặng lơ, nó biết ngay là có bồ mà. Anh có biết nhân tình của Thu không? Đánh nó còn không khai. Vậy sao? Ý cô là sao? Anh có bắt cóc Gia Bảo để trả thù không? Cứ có chuyện gì ác là nghĩ tôi hả? Có thật là anh không liên quan đến sự mất tích của Gia Bảo không? Cô đừng nói có hay không. Tôi là chủ côn, nhưng tôi phải chừa con ta ra chứ. Nói vậy là anh có bắt cóc Gia Bảo không? Sao cô hỏi tôi hoài vậy? Ừ, tôi đóng dạy ác. Cô không tin tôi, chả ai tin tôi hết. Không tin tôi thì thôi, đừng có hỏi nữa. Anh có biết là Hồng Thu rất thương con? Ừ, nó thương Gia Bảo. Nhưng ai biết được, sau khi nó có tình nhân, nó thay đổi thì sao? Anh có nghi ai đã bắt cóc Gia Bảo không? Tôi mà biết đứa nào, tôi lột da nó. Anh không biết gì về những tình của vợ anh à? Cô đừng hỏi tôi nữa, đã nói là tôi không biết rồi. Chừng có ghen không? Có. Cậu ghen rất kinh khủng. Như thế nào? Cậu đánh ghen Hồng Thu trong lúc tôi đang dạy ở trường. Chắc là cũng là tại vì tôi. Anh hút thuốc hả? Anh chỉ hút một chút thôi. Anh bỏ thuốc đi, thuốc lá nó có hại cho sức khỏe mà. Anh biết rồi, em đừng có nói về tác hại của thuốc lá, nghe ớn lắm. Em muốn anh chết sớm đâu. Anh có chuyện gì buồn sao? Mọi người về chưa em? Dạ chưa. Em có chuyện muốn nói với anh. Xin lỗi em, anh có gì phải đi gấp. Đúng 12 lần. Thế lần nào mình nói có chuyện gì là anh cũng phải đi gấp.
Chào em, hôm nay em không đi làm sao mà hẹn anh uống cà phê như vậy? Anh có nói ngược không đó? Hình như hôm nay anh có thời gian cho nên là em mới mời anh uống cà phê được chứ. Em vừa mới nộp hồ sơ để xin cho con nhập học nội trú ở trường quốc tế đó anh. Ủa, sao lại là nội trú? Con có thể sáng học chiều về nhà mà. Em đã hỏi hết tất cả bạn bè của em rồi. Ai cũng nói là học nội trú là rất tốt. Chương trình học rất thoải mái. Mà nơi ăn chốn ở thì sạch sẽ, tiện nghi, an toàn nữa anh. Vậy tại sao em không cho anh ý kiến? Anh có rảnh đâu mà em nói chuyện với anh. Anh vẫn về nhà thường xuyên, vẫn có thời gian ăn sáng và trưa, vẫn tranh thủ về nhà. Có khi buổi chiều anh vẫn còn rước được con nữa. Chính em mới là người không có thời gian. Em đi đâu suốt cả ngày, tới đêm khuya em mới về. Về nhà thì toàn là nồng nặc mùi rượu. Đừng có hở ra là nói anh bận. Đừng có cái gì cũng tại anh. Em xin lỗi, nhưng mà em đã quyết định rồi đó. Phải cho con học ở trường nội trú, để tập cho con tính tự lập nữa chứ. Con cần có cha có mẹ, đâu cần phải tự lập sớm như vậy em. Nếu anh không đồng ý với ý kiến đó thì em hủy hồ sơ của con à. Em phải đi làm rồi. Nè, em nghĩ cái việc này đi. Sao suốt ngày á em cứ cặp kè với mấy ông ngoại quốc không vậy? Anh đừng có nói như vậy nữa. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Gặp anh ở nhà. Hello em. Hai anh. Anh. Cái gì? Sao nãy giờ em gọi cho anh hoài không được? À, có chuyện gì không? Anh Bảo Trung nói là có thể tìm thấy vân tay của hung thủ ở trên bông trang đỏ. Hả? Vậy thì hay quá. Nhưng mà anh bị cái gì vậy? Ờ, nè cô, tính tiền giùm đi. Em còn chưa kịp uống ly cà phê mà em vừa mới kêu đó. Cô tính tiền ly này giùm tôi. Dạ, cảm ơn. Em uống cà phê kiểu gì vậy Phương? Em đi. Chào anh. Nè, anh đừng nói với em là anh với ba em chỉ mới thử nghiệm thành công trên giải, còn trên chỉ tiêu thì chưa nha. Em và Mai có hỏi được thêm rất nhiều thông tin về mối quan hệ của Thu, Khang và Chương. Trong đó có manh mối nào quan trọng không? Dạ không, vẫn không có bằng chứng nào để có thể bắt tạm giam Chương được hết. Có khi nào không phải Chương, cũng không phải Tính, là một mẹ mình nào thì sao? Có ai biết loại chi tiêu này không? Loại chi tiêu này có gì lạ không? Không có gì lạ, nhưng mà cũng không quen. Bỏ tay. Việc của Mai làm việc ở xưởng thêu. Để Mai tới đó tìm hiểu
xem coi đây là loại chỉ theo nào. Con muốn nhờ dì tìm ra loại chỉ thêu này. Dì có thể sờ vô được không? Nếu chỉ nhìn mà đoán được thì hãy biết mấy ha. Hiểu rồi, cô cảnh sát. Đây là loại chỉ thêu rất rẻ tiền. Con có thể tìm mua ở bất kỳ đâu, mà nhất là ở những ngôi chợ nhỏ. Vậy hả dì? Ừ. Nhưng mà cô thấy nó rất đẹp mà. Đẹp không phải là do chỉ, mà do bàn tay thiêu này rất khéo. Từ cách phối màu cho tới đường chỉ rất hoàn hảo. Theo dì thì người thêu đã đặt rất nhiều tình cảm vào đó hoa này. Đó có thể là một kẻ giết người. Trời đất!